Tiểu sử Á hậu Bùi Phương Nga. Bùi Phương Nga sinh ngày 16 tháng 11 năm 1998, là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và nhờ khán giả bình chọn vào top 10 chung cuộc. Cô cũng từng là hoa khôi, gương mặt trang biểu của báo Sinh viên Việt Nam. Bùi Phương Nga đã xuất sắc giành được ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với cô là Trần Tiểu Vi, Hoa hậu Việt Nam 2018 và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 vào ngày 16 tháng 9 năm 2018 tại nhà thi đấu Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh, nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất từ khán giả, Phương Nga đã được vào thẳng top 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018. Ngoài ra cô còn giành được các giải phụ, người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất, top 12 trang phục dân tộc đẹp nhất. Một số thành tích đáng nể của Á hậu 1 Phương Nga: giải nhì cuộc thi tìm hiểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp quận 2014, giải ba cuộc thi tài năng pháp luật cấp thành phố 2015, giải nhất sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân 2017, giải nhất gương mặt trang bìa báo Sinh viên Việt Nam. Trở thành Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga phải thực hiện lịch trình công việc dày đặc cùng ban tổ chức. Tuy nhiên, cô không bỏ bê việc học mà vẫn giữ được thành tích học tập tốt và điểm tốt nghiệp cao. Phương Nga chia sẻ, cô tốt nghiệp đúng hạn, dù các hoạt động từ thiện trong khuôn khổ, nhiệm kỳ khá dày đặc. Từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga đã gây ấn tượng không chỉ bởi sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà còn gây chú ý bởi thành tích học tập cao và các hoạt động xã hội ấn tượng. Với chiều cao nổi bật và từng có kinh nghiệm làm mẫu các tạp chí tuổi học trò, Bùi Phương Nga được bạn bè và gia đình ủng hộ tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Tại cuộc thi, cô trở thành Á hậu 1, cái danh Á hậu gắn liền với cô từ lúc ấy. Nhiều năm trôi qua, Phương Nga bắt đầu tìm cách bứt phá ra khỏi hình ảnh của một Á hậu. Vì cô gái trẻ nồng nhiệt, thích thử nghiệm nên không bao giờ muốn tự trói buộc bản thân vào một khuôn mẫu nhất định. Vẻ bề ngoài nữ tính, hiền dịu, chuộng lối ăn mặc kín đáo nhưng trong nội tâm Bùi Phương Nga lại là chất lửa bùng cháy. Đây cũng là lý do cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chương trình này đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt của cô gái trẻ khi gặp gỡ Bùi Phương Nga. Nhận thấy cô trông chững chạc hẳn ra, ăn nói cũng lưu loát hơn. Tất cả là nhờ những trải nghiệm kiến thức đến từ việc trở thành biên tập viên truyền hình cho chương trình Cà phê sáng. Đối với Phương Nga, trải nghiệm tạo nên chiều sâu trong tâm hồn và nét đẹp tâm hồn là vẻ đẹp riêng biệt nhất của mỗi cá nhân. Á hậu Phương Nga lần đầu chia sẻ về những áp lực trong công việc sau 2 tháng cô đầu quân cho VTV. Hiện nay, Nga đã vào VTV được 2 tháng, thời gian đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn. Tuy nhiên, Nga chỉ dẫn 1-2 buổi một tuần nên không quá căng thẳng. Chỉ có điều, mỗi lần trước khi lên sóng và lúc lên sóng thì thấy khá run. Từ khi trở thành MC chính của Cà phê sáng, bố mẹ, đặc biệt là bạn trai Bình An, luôn theo dõi và động viên Phương Nga. Hiện tại Phương Nga khá bận rộn với việc đảm nhận dẫn 2 chương trình tại VTV. Ngoài lịch dẫn, cô còn có kế hoạch học thêm tiếng Anh vì mục tiêu trở thành MC song ngữ. Những ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn, Phương Nga khá bỡ ngỡ với con người và lối sống nơi đây. Người Sài Gòn khá vội, nhịp sống cũng thế. Cô gái trẻ cũng từng bị tác động mạnh bởi những lời khen chê từ những người xung quanh. Có khi chỉ vài câu nói cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Khi mới bắt đầu dẫn chương trình Cà phê sáng, cô đã nhận được nhiều góp ý thẳng thắn đến mức độ thẳng thừng. Gia đình đôi khi can Phương Nga không nên đọc những ý kiến ấy. Ngày 4 tháng 2, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An chia sẻ về chuyện tình cảm sau nhiều lần úp mở, ngoại hình đẹp đôi cùng câu chuyện hẹn hò lãng mạn khiến cả hai được khán giả chú ý. Tin đồn Bình An yêu Phương Nga rộ lên từ sau lần anh đến chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với mẹ Phương Nga để cổ vũ cô, khi đó còn là thí sinh. Sau khi Phương Nga đạt giải Á hậu, cả hai còn chụp ảnh lưu niệm cùng nhau trên sân khấu. Và điều gì đến cũng đến. Ngày 14 tháng 2, đúng dịp lễ tình nhân, Bình An và Phương Nga quyết định công khai tình cảm trên trang cá nhân sau thời gian dài giấu kín. Cặp uyên ương đăng ảnh đôi ngọt ngào, gọi nhau bằng hai từ thân thương, cậu mợ.
nam diễn viên chia sẻ dòng trạng thái kèm bức ảnh muốn ở bên công chúa, hãy làm một chàng hoàng tử. Sau khi công khai hẹn hò, nhiều bức ảnh của cả hai diện đồ đôi cũng được lan tỏa trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều lời chúc phúc được gửi đến cả hai, khi cả nam diễn viên cũng như á hậu, họ đăng tải bức ảnh bên nhau. Tuy nhiên vì công việc cả hai phải xa nhau, khi Bình An vô trong Nam hoạt động nghệ thuật, trong khi bạn gái ở miền Bắc, với khoảng cách địa lý như này, nhiều người không biết liệu cả hai có nảy sinh bất đồng trong chuyện tình cảm hay không. Nhưng cả hai đã chứng minh là mối quan hệ của họ vẫn ổn và còn gắn kết hơn khi nam diễn viên cho biết mặc dù lịch trình dày, nhưng vẫn cố gắng nhắn tin gọi điện, thậm chí 11 giờ đêm, sau khi quay xong anh vẫn về đến nhà để gặp và ôm bạn gái thật lâu.